Phẩm Thiện Pháp 171 Chuyện Thiện Pháp Tiền thân Kanjana dama Thưa nhân chủ ở đời, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở xá vệ, một điền chủ có lòng tin, tinh tấn, quy y ba ngôi báu và giữ gìn năm giới. Một hôm, người ấy đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương và vải. Đi đến tinh xá để nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Trong khi người ấy đi, bà mẹ vợ đem theo các món ăn loại cứng, loại mềm đến thăm con gái bà. Bà già ấy có hơi điếc. Sau khi ăn với con gái, bà muốn xua đuổi sự buồn ngủ bèn hỏi con gái này con con sống với chồng có hoan hỉ hòa hợp không thưa mẹ sao mẹ hỏi vậy thật khó tìm được một người như anh ấy dù nhiều người xuất gia có giới đức và có đạo hạnh cũng khó sánh với con rể của mẹ bà già nghe con gái nói không phân biệt được rõ ràng chỉ nắm lấy chữ xuất ra và la to. Sao con? Chồng con trở thành người xuất gia rồi ư? Mọi người sống ở trong nhà nghe bà ta nói. Bèn la lớn. Nghe nói người điền chủ của chúng ta đã xuất gia rồi. Nghe tiếng la, quần chúng tụ họp ở cửa và hỏi. Sao? Sự việc gì xảy ra vậy? Và họ được trả lời nghe nói người chủ của nhà này đã xuất ra rồi người điền chủ nghe bậc đạo sư thuyết pháp xong đi ra khỏi tinh xá và vào thành khi đi giữa đường một người thấy ông liền hỏi thưa ông chủ nghe nói ông xuất ra rồi phải không ở nhà ông vợ con và những người phục vụ đang khóc đó người điền chủ ấy suy nghĩ ta không xuất ra mà người này nói ta xuất ra một tiếng nói tốt về ta đã khởi lên không nên để cho mất đi vậy hôm nay ta phải xuất ra người điền chủ quay trở lại đi đến bậc đạo sư và ngài hỏi này cư sĩ nghe như lai thuyết giảng xong ta thấy ông đã đi về sao nay ông còn trở lại người điền chủ kể câu chuyện và thưa Bạch Thế Tôn, một tiếng nói tốt khởi lên, không nên để biến mất. Do vậy, con muốn xuất gia và con đã trở lại. Thế Tôn cho người ấy được xuất gia, thọ đại giới và trơn tránh hành trì. Không bao lâu, vị ấy chứng quả A La Hán. Câu chuyện này được chúng tỷ kheo biết. Một hôm các tỷ kheo đang ngồi họp ở chánh pháp đường và nói về câu chuyện sau đây này các hiền giả người điền chủ với tên này được nghe một lời nói tốt khởi lên không muốn cho nó biến mất vị ấy đã xuất gia và chứng quả a la hán bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo câu chuyện gì đang được các ông ngồi họp và bàn luận khi nghe thuật câu chuyện trên. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, các bậc hiền trí thủa xưa, vì không muốn một lời nói tốt đã khởi lên bị bỏ phí, nên đã xuất ra. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thủa xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình triệu phú khi đến tuổi trưởng thành cha chết bồ tát được đặt vào địa vị người triệu phú một hôm bồ tát từ nhà đi ra đến hầu vua bà mẹ vợ của vị ấy đi đến nhà vị ấy để thăm người con gái bà ta có hơi điếc câu chuyện xảy ra giống như câu chuyện hiện tại khi bồ tát hầu vua xong đang đi về nhà một người thấy bồ tát và hỏi nghe nói ông đã xuất ra rồi tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn bồ tát suy nghĩ một tiếng tốt khởi lên không nên để cho mất đi vì thế bồ tát đã trở lại và đi đến cung vua vua hỏi này nhà triệu phú ông đã đi rồi sao còn trở lại thưa đại vương tôi chưa xuất ra nhưng dân chúng lại đồn tôi đã xuất ra nên khóc than một tiếng tốt đã khởi lên không nên để cho biến mất vì thế tôi sẽ xuất ra mong đại vương cho phép tôi xuất ra để nói lên ý nghĩa này bồ tát đọc những bài kệ thưa nhân chủ ở đời được danh sưng thiện pháp người có trí không nên để thối thất tồn giảm hãy vì sự xấu hổ chấp nhận gánh nặng ấy thưa nhân chủ tên này nay được tặng cho tôi ở đời chính tại đây tôi được tên thiện pháp thấy vậy tôi xuất gia tôi không ham dục lạc bồ tát nói vậy xong liền được phép vua cho xuất gia sau đó Ngài đi đến khu vực Tuyết Sơn xuất gia, làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Rồi khi mất, ngài được sanh lên Phạm Thiên giới. Bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua là Ananda và vị triệu phú ở Ba La Nại là ta vậy. 172 Chuyện Núi Đát Đa Ra. Tiền thân Đát Đa Ra. Ai đã giống lớn tiếng? Vân vân Câu chuyện này khi ở kỳ phiên Bậc đạo sư kể về tỷ kheo Cô Lúc bấy giờ Tại cao nguyên Manosila Nhiều tỷ kheo học rộng giống tiếng của sư tử trẻ, khiến cho sông Hằng thiên giới, Ngân Hà gần như rơi xuống và đọc lên những câu kinh ở giữa tăng chúng. Cô Kalika không biết sự ngu dốt của mình đối với những câu kinh mà các tỷ kheo đã tụng đọc và suy nghĩ ta sẽ đọc những đoạn kinh đó. Cô Kalika đi vào giữa chúng tỷ kheo nhưng không biết được danh hiệu dành cho mình. Cứ đến chỗ này, chỗ kia và nói. Các tỷ kheo không yêu cầu ta đọc kinh. Nếu họ yêu cầu, ta sẽ đọc. Chúng tỷ kheo đã rõ biết khả năng đọc kinh của cô Kalika rồi. Nhưng họ nghĩ, chúng ta sẽ thử cô Kalika. Nên họ nói như sau. Này hiền giả cô Kalika. Hôm nay hiền giả hãy đọc một vài đoạn kinh cho chúng tăng. Cô Kalika không biết sự ngu dốt của mình, chấp nhận và nói: "Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc." Cô Kalika uống nước cháo, ăn một số món ăn và dùng một món canh hợp khẩu vị. Khi mặt trời lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng tỉ kheo đã họp cô Kalika cuốn hạ y màu vàng lại xanh như cây Canta Curania, hoa kèn xanh. Đắp thượng y toàn trắng như bông Canicara, đi vào giữa chúng tăng, đành lễ các vị trưởng lão, bước lên pháp tọa đã được trang hoàng, đặt dưới một cái đình lớn, đính châu báu, cầm một cái quạt có màu sắc rực rỡ và ngồi trên ấy với ý định ta sẽ tụng đọc một đoạn kinh. Chính khi ấy, những hạt mồ hôi bắt đầu toát ra khắp thân của cô Kalika. Vị ấy đọc câu kệ thứ nhất trong đoạn thứ nhất, nhưng vị ấy không thể nhớ được câu kế tiếp. Run rẩy từ chỗ ngồi đi xuống, cảm thấy xấu hổ. Cô Kalika đi ra khỏi hội chúng và về phòng của mình một tỷ kheo khác có học nhiều đã đọc đoạn kinh kế tiếp. Từ đấy trở đi, tất cả các tỷ kheo đều biết được sự trống rỗng của cô Kalika. Một hôm, các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói về câu chuyện ấy. Này các hiền giả, ban đầu thật khó biết được sự trống rỗng của cô Kalika, nhưng nay cô Kalika đã tự mình giống lên và tự phơi bày sự kém cỏi của mình. Bậc đạo sư đến và hỏi Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi họp bàn câu chuyện gì? Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay cô Kalika mới phơi bày sự chống rỗng của mình. Trước kia kẻ ấy cũng đã giống lên và phơi bày sự trống rỗng như vậy rồi rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thủa xưa khi vua brahma datta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh làm con sư tử ở khu vực tuyết sơn là vua loài sư tử đông đảo sống trong hang bạc gần đấy một con chó rừng sống trong một cái hang khác một hôm trời mưa không đi được tất cả sư tử họp tại cửa hang sư tử chúa giống lên tiếng giống sư tử và chơi các trò sư tử trong khi chúng giống lên và chơi như vậy con chó rừng cũng lên tiếng các con sư tử nghe tiếng của nó suy nghĩ đây là con chó rừng cũng giống lên với chúng ta chúng cảm thấy xấu hổ nên im lặng khi thấy chúng im lặng con của bồ tát một sư tử con hỏi cha thưa cha thân các sư tử thường giống lên và chơi trò sư tử nhưng khi nghe thấy tiếng con chó sừng lại xấu hổ và im lặng con vật ấy là con gì đã tự phơi bày tiếng giống hạ liệt của mình sư tử con đọc bài kệ đầu để hỏi ai đã giống lớn tiếng vang dội đáp đa ra vì sao các sư tử lại không giống đáp lại con thú giống như vậy tên nó gọi là gì khi nghe vậy sư tử cha đọc bài kệ thứ hai chính là con chó sừng đã giống này con thân con vật bần tiện nhất giữa các loại sanh thú. Ghê tởm hạ sanh nó. Sư tử ngồi im lặng. Bậc đạo sư nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay cô Kalika với tiếng giống đã phơi bày sự kém cỏi của mình. Thủa trước, kẻ ấy cũng làm như vậy rồi. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con chó rừng là cô ca, ca Sư tử con là la hầu la. Còn sư tử chúa là ta vậy. 173 Chuyện con vượn Tiền thân mắc ca ta Có một kẻ khốn cùng Vân vân Câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về một kẻ gian trá. Hoàn cảnh câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương 14. Tiền thân Út Đa La số 487 Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nói Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới gian trá. Thủa xưa, kẻ ấy là con vượn, vì ngọn lửa cũng đã gian trá như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thủa xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình bà La Môn tại một làng ở Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành và đã đi học đủ các tài nghệ ở Takasila, Bồ Tát lập gia đình nữ bà La Môn ở nhà sanh được một con trai. Khi đứa con bắt đầu chạy qua chạy lại, nữ bà La Môn mệnh chung. Bồ Tát làm xong tang lễ cho người chết, liền suy nghĩ, nay ta còn sống ở gia đình làm gì? Và dắt con đi với ý định, chúng ta sẽ xuất gia. Từ giã bà con bạn bè tiễn đưa khóc lóc Bồ Tát đem theo con đi vào tuyết sơn, làm vị ẩn sĩ và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây. Một hôm, trong khi trời mưa, Bồ Tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một tấm phản và hơ lửa cho ấm. Cậu con trai ngồi xoa bóp chân cha. Có một con vượn rừng bị lạnh hành hạ. Chợt thấy ngọn lửa trong tròi lá của Bồ Tát liền suy nghĩ nếu ta vào đấy chúng sẽ đập ta và la ôi con vượn con vượn và đuổi ta ra ngoài như vậy ta không sửa lửa được nay ta có một phương tiện ta sẽ khoác áo một người tu khổ hạnh và trá hình đi vào vì vậy nó choàng áo bằng vỏ cây của một người tu khổ hạnh đã chết cầm lấy cái sổ và cái gậy có móc của nó dựa vào một cây cọ dừa ở cửa tròi lá và đứng đấy co do cúm rúm cậu trai khổ hạnh thấy nó không biết nó là con vượn suy nghĩ có một vị tu khổ hạnh lớn tuổi bị rét muốn đến hơ lửa ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào tròi lá và hơ lửa vì vậy cậu gọi cha và đọc bài kệ đầu có một kẻ khốn cùng dựa vào cây cọ dừa đây ta có chòi lá cho nó vào cha thân bồ tát nghe con nói liền đứng dậy ra cửa chòi lá nhìn biết đấy là con vượn ngài bảo này con thân bộ mặt như vậy không phải là người thường nó là con vượn chớ gọi nó vào tôi bồ tát đọc bài kệ thứ hai con thân chớ gọi nó nó làm nhớp nhà ta bộ mặt vậy không phải hạnh tốt bà la môn bồ tát cầm một nhánh củi ném nó và la lớn người đứng đấy làm gì và đuổi nó đi con vượn quăng bỏ áo bằng vỏ cây leo lên cây và đi vào trong khóm rừng sau đó, Bồ Tát tu tập bốn vô lượng tâm từ bi, hỷ, xả. Và khi mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con vượn là tỷ kheo gian trá. Con trai vị tu khổ hạnh là la hầu la. Và vị tu khổ hạnh là ta vậy. 174 Chuyện Con Vượn Lừa Dối Tiền Thân Dubiza Makata Ta đã cho nhà ngươi, vân vân Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một hôm, các tỷ kheo ngồi tại chánh Pháp Đường nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa không nhớ ơn và phản lại bạn bè. Bậc đạo sư nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay đề bà Đạt Đa mới không nhớ ơn và phản lại bạn bè. Thủa trước, kẻ ấy cũng vậy rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thủa xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình bà La Môn tại một làng ở Ca Si. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình. Lúc bấy giờ, trên một đại lộ trong xứ Ca Si có một cái giếng sâu, không ai xuống được. Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muốn tạo công đức, thường dùng dây dài và cái gầu, múc nước đổ vào cái máng và cho các loài thú uống xung quanh giếng ấy có rừng lớn bao bọc và nhiều con vượn sống tại đấy rồi trên con đường ấy trong hai ba ngày số nước do người qua lại cung cấp đã cạn các loài thú không có nước uống một con vượn bị cơn khát hành hạ cứ đi qua lại gần cái giếng để tìm nước bấy giờ vì một vài công việc bồ tát đi ngang qua đường ấy kéo nước lên uống xong bồ tát rửa tay chân và thấy con vượn ấy biết con vượn hát nước bồ tát liền kéo nước lên đổ đầy máng nước và cho nó uống rồi bồ tát nằm xuống một gốc cây để xem con vượn làm gì con vượn uống nước xong ngồi xuống không xa với bộ mặt làm các trò khỉ để dọa bồ tát bồ tát thấy nó làm vậy liền nói ôi con vượn ác độc kia ta thấy ngươi mệt mỏi khát nước đã cho ngươi uống nay ngươi lại lấy bộ mặt này làm các trò khỉ dọa nạt ta ôi giúp đỡ kẻ làm ác không có lợi ích chỉ nhọc công toi rồi bồ tát đọc bài kệ đầu ta đã cho nhà ngươi được nhiều nước như vậy ngươi bị nóng bức bách ngươi bị khát hành hạ nhưng nay đã uống xong ngươi ngồi làm trò khỉ tốt nhất vậy không nên liên hệ với kẻ ác nghe vậy con vượn phản bạn ấy nói ngươi tưởng rằng ta chỉ làm vậy thôi sao ta sẽ làm rơi phân trên đầu ngươi trước khi đi rồi nó đọc bài kệ thứ hai ai từng nghe hoặc thấy khỉ nào có giới đức nay thả phân đầu ngươi thói chúng ta là vậy nghe vậy bồ tát đứng dậy bắt đầu đi con vượn ngay lúc ấy leo lên ngồi trên một nhành cây thả phân trên đầu bồ tát như vòng hoa rơi xuống và kêu lớn tiếng rồi bỏ đi vào khóm rừng bồ tát tắm xong rồi ra đi bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay đề bà đạt đa mới như vậy thuở trước kẻ ấy cũng không biết công đức ta làm rồi ngài nhận diện tiền thân như sau lúc bấy giờ con vượn là đề bà đạt đa còn vị bà la môn là ta vậy. 175. Chuyện đành lễ mặt trời. Tiền thân Adichupatthana. Nghe nói mọi chúng sanh, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một kẻ man trá. Thủa xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại. Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học mọi tài nghệ ở Takasila. Rồi Ngài xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng và trở thành một sư trưởng của một hội chúng đông đảo sống tại Tuyết Sơn. Bồ Tát ở đấy lâu ngày rồi vì mục đích lấy muối và giấm ngài đi xuống núi và sống trong một tròi lá gần một làng ở biên địa trong khi chúng đạo sĩ đi khất thực một con vượn tham lam đến chỗ am thất xáo trộn tròi lá đổ nước ở các ghè ra đập vỡ các bình và phóng uế vào căn nhà có thờ lửa sau khi an cư mùa mưa các vị tu khổ hạnh nghĩ nay ở tuyết sơn đang thời kỳ nở hoa kết trái rất là đẹp mắt chúng ta sẽ đi về tuyết sơn vì vậy họ báo tin cho dân làng sống ở biên địa các dân làng nói thưa các tôn giả ngày mai chúng tôi sẽ đem theo thức ăn đi đến am thất các tôn giả sẽ ăn rồi ra đi ngày hôm sau họ đem theo nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm và đi đến chỗ ấy. Thấy vậy, con vượn ấy suy nghĩ, ta sẽ lừa dối các người này khiến chúng hoan hỉ, đem cho ta các món ăn loại cứng và loại mềm. Rồi làm ra vẻ như người sống khổ hạnh đang giữ giới. Nó đứng đành lễ mặt trời, không xa các vị tu khổ hạnh. Các dân làng thấy nó liền nói những ai sống gần các bậc giới hạnh cũng có giới hạnh rồi họ đọc bài kệ đầu nghe nói mọi chúng sanh đều có giữ giới hạnh hãy xem vượn khốn khổ sống ở trên cành này đang đành lễ mặt trời thấy các người ấy tán thán công đức của nó bồ tát nói các ông không biết tánh hạnh của con khỉ tham lam này nên hoan hỉ khen ngợi nó không có căn cứ rồi bồ tát đọc bài kệ thứ hai không biết tánh hạnh nó các người cứ ngợi khen nó làm bẩn lửa thiêng đập vỡ các ghè nước khi biết được sự man trá của con vượn họ lấy đá và gậy đánh nó rồi cúng đồ ăn cho các đạo sĩ. Rồi các đạo sĩ đi về tuyết sơn, tu tập thiền định không gián đoạn. Cuối cùng, khi than hoại mạng chung, được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con vượn là kẻ man trá này. Hội chúng đạo sĩ là hội chúng đức phật và vị sư trưởng hội chúng là ta vậy